Xin chào anh chị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Website camera quay lén 360.vn, hotline 0969 920 838. Thì hiện tại bên công ty em đang bán và cung cấp rất nhiều mặt hàng đi đầu về công nghệ 4.0 như là camera, định vị, máy nghe lén, máy ghi âm, thiết bị dò sóng, thiết bị kích sóng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 838 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ anh chị 24/24. Thì quay trở lại với video clip của chúng ta ngày hôm nay, thì em muốn giới thiệu đến anh chị một mẫu sản phẩm đang làm mưa làm gió trên thị trường trong thời gian vừa qua, đó chính là bộ sản phẩm camera ngụy trang cốc sạc điện thoại anh chị nhé. Thì với cái bộ sản phẩm này, anh chị đã có thể là sử dụng như một chiếc cốc sạc điện thoại bình thường, thì anh chị vẫn có thể cắm vào nguồn điện, sau đó là cắm dây nguồn và là sạc pin cho điện thoại. Ngoài ra thì ở trong đây đã được bên em thiết kế một chiếc camera mini siêu nhỏ giúp anh chị có thể quay video với chất lượng hình ảnh là full 4K, quay video thì đầy đủ âm thanh, xem được trực tiếp từ xa không dặn khoảng cách khi có wifi 3G 4G, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa là 128GB, góc quay thì là 170 độ, thì rất phù hợp cho những anh chị nào đều muốn biến nó thành một chiếc camera giám sát ở trong gia đình nhé. Mình vừa có thể giám sát con cái học tập này, giám sát người làm, người giúp việc này, giám sát đồ vật tài sản của mình một cách bí mật nhất, an toàn nhất mà không ai người ta có thể phát hiện ra được. Thì khi chị mua bộ sản phẩm này về thì bên em sẽ tặng kèm cho mình một chiếc thẻ nhớ chính hãng của công ty 128GB. Thì với chiếc thẻ nhớ này thì anh chị có thể lưu giữ được video, dữ liệu lên đến là 20 ngày liên tục và sẽ có chức năng là ghi đẩy cũng như là ghi đề anh chị nhé. Tiếp đến là chế độ chính sách bảo hành, thì mọi sản phẩm bên em đều bảo hành đổi mới cho anh chị 1 năm nếu có lỗi của nhà sản xuất. Còn trong quá trình sử dụng có cái gì không hiểu thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua bên em để được bên em hỗ trợ. Tiếp đến thì ở đây bên em sẽ đi kèm cho mình một tờ giấy hướng dẫn cài đặt này. Ở đây là bên em có ghi đầy đủ tất cả các bước nhé, từ tại phần mềm nút cam này, cắm jack pin khởi động camera này, đến lúc vào thoát ra ngoài kết nối thành công, từ A đến Z là bên em có ghi đầy đủ hết ở trong này luôn nhé. Thì khi anh chị mua về sử dụng ấy, là mình có thể nhìn vào đây là để mình sử dụng mượt mà hơn, trơn tru hơn và không phải để anh chị đợi lâu nữa. Em sẽ cùng anh chị là đi đến khám phá các chức năng cũng như cách sử dụng của cái bộ sản phẩm này. Ở đây thì ngoài tem thẻ bảo hành dưới hướng dẫn sử dụng ra, thì khi anh chị mua về nhé là mình sẽ nhận được một chiếc hộp như này đây. Đấy, thì là hiện tại nhé, bên em đang có 2 mẫu cốc sạc, một là mẫu là điện thoại, một mẫu là cốc sạc Samsung, 2 là mẫu cốc sạc iPhone. Thì anh chị là hoàn toàn có thể là lựa chọn một trong 2 mẫu nhá. Thì cả 2 cái nó chỉ khác nhau về mẫu mã thôi, còn là các chức năng cũng như cách sử dụng thì nó đều tương tự như nhau nhá. Đấy, thì anh chị sẽ mở hộp ra cho em. Khi mở ra anh chị sẽ thấy là có đầu lọc thẻ này, tiếp đến ở đây là sẽ có là camera của chúng ta này. Đây, nó chỉ đơn giản như này thôi anh chị nhé. Đấy, đầu lọc thẻ ở đây thì anh chị là khi mà mình quay video xong đúng không, thì anh chị là muốn xem lại thì anh chị có thể rút thẻ nhớ ra, sau đó là anh chị là lắp vào đầu lọc thẻ, sau đó là cắm vào máy tính laptop để xem anh chị nhé. Còn đây chính là chiếc camera của chúng ta đây. Đấy, thì anh chị có thể thấy này, 100% là giống như cái cốc sạc bình thường anh chị nhá. Thì anh chị có thể cắm dây cắp sạc đây này để sạc điện thoại này, gọi là cốc sạc iPhone thôi nhưng mà anh chị cắm dây cắp sạc của là Android hay là Vivo, Oppo vào thì đều sử dụng được hết nhá. Mắt camera sẽ ở đây này. Đấy, bình thường như này thì không ai người ta có thể để ý ra được anh chị nhá. Còn ở phía dưới đây chính là cái chỗ là khe cắm thẻ nhớ anh chị nhá. Đấy, khe cắm thẻ nhớ thì ở đây em sẽ hướng dẫn anh chị lắp luôn. Ở đây thì rất nhiều anh chị là mua về là hay bị lắp ngược. Lắp ngược thì nó hay bị gãy cái lẫy ở trong này. Thì anh chị để ý cho em này. Cái mặt đồng của cái thẻ nhớ mình sẽ hướng về phía chỗ chân sạc đây. Anh chị đẩy xuống này. Tức là mình sẽ hướng về cái nửa nhiều ấy nhá. Anh chị dí xuống này. Nó kêu tạch và phát là như này là ok, là đã nhận thẻ nhớ anh chị nhá. Còn ở đây nó có 2 cái lỗ này. Ở đây là một cái lỗ bó đèn nhé, thì tức là khi nào camera hoạt động nó sẽ sáng đèn lên, cái lỗ còn lại là lỗ reset. Thì trong quá trình sử dụng mà camera không phát ra mã wifi ấy, thì mình có thể díu nút reset để cho là camera reset lại từ đầu nhé. Thì cái này là sử dụng thì cực kỳ là đơn giản thôi, anh chị chỉ việc là lấy cái nguồn điện ra cho em này, anh chị lắp vào này. Đấy, là như này là đã ok rồi anh chị nhé. Nhưng mà như này là không phải là ok là xem được luôn, mà anh chị cần phải tải thêm cho em phần mềm này nhé. Ở đây thì là iPhone thì anh chị sẽ là vào App Store, anh chị làm mà Samsung ý, thì vào cửa hàng Set Play, tải trong phần mềm có tên là lúc cao về máy này, là cao này, o này, ca này, cam này. Đấy, thì anh chị sẽ tải trong cái phần mềm lúc cam này về máy này. Đấy, thì sau khi tải về xong ấy thì mình sẽ là đi tìm một wifi của camera nhá. Mình ở phần cái đặt này, đây, nó sẽ là phát ra một mã wifi rất chi là dài và không hề có mật khẩu đấy nhá. Thì anh chị kết nối với nó cho em,
Tại thì mình đợi khoảng cho em tầm độ 10 đến 15 giây là mình sẽ kết nối thành công nhá. Thì hiện tại ở đây là người ta ghi là mạng không bảo mật thì anh chị có thể lập mật khẩu trên phần mềm. Còn đâu là khi anh chị kết nối xem từ xa ấy, thì đa phần cái này mình đặt ở nhà mà. Nó sẽ tự động ẩn đi cho mình nhá, thì không ai có thể phát hiện ra được. Đấy, nếu ở đây nó hiện là không có kết nối internet thì kệ nó đi. Cái này thì không vấn đề gì cả nhá. Mình vẫn sử dụng được bình thường. Đấy, thì sau khi kết nối thành công xong, mình sẽ trở về màn hình chính ấy. Vào xem cái phần mềm có tên là Lookcam này anh chị nhé. Lookcam này. Khi vào đây sẽ hiện là cancel và ok, anh chị sẽ ấn cancel cho em nhé. Đây, sẽ hiện device line này, ở đâu phần device line, ở đâu cancel một lần nữa này. Đấy, nếu nó ngược như này thì anh chị hoàn toàn mình có thể đảo lại nhé. Này, đấy, anh chị thấy không? Vô cùng sắc nét luôn anh chị nhé. Đây, cứ phải gọi là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đấy, vừa làm cúc sạc, vừa làm camera giám sát thì không ai người ta có thể để ý ra được. Ở đây thì mình có thể zoom to, zoom nhỏ đầy đủ ngày giờ phút giây này, để chuẩn chỉ 100% so với ngày giờ của điện thoại nhá. Ở đây chất lượng hình ảnh thì anh chị có thể lựa chọn là 1080, 2K hoặc 4K thì đều là ok nhá. Đây, khi mình để chất lượng hình ảnh 4K chị thấy không? Nét căng đét nẹt luôn anh chị nhá. Đấy, ở đây là biểu tượng hình bóng đèn anh chị ấn vào đây. Và nó sẽ tương đương là nó sẽ là tắt cái đèn của camera đi nhá. Thì tức là khi anh chị là bây giờ là đi vào sử dụng ấy thì là anh chị là yên tâm là không nó bao giờ là lo là nó là phát ra ánh sáng để người ta phát hiện nữa. Đấy, bật lên đây thì nó lại là sáng lên anh chị nhá. Đấy, ở đây có biểu tượng hình ba chấm mẹ chị ở đây này. Ở đây nó sẽ chuyển sang chế độ là hỗ trợ quay ban đêm nhá, và nó sẽ trở về đen trắng như thế này đây. Ấn vào đây một lần nữa này là lại về chế độ quay ban ngày. Ở đây có hình tròn nửa trắng nửa xám, đây là tăng và giảm. Đấy nhá. Hình tròn nửa trắng nửa xám này. Thì ở đây là tăng và giảm cái gam màu nhá. Đấy, tăng và giảm cái gam màu. Đấy. Ở đây hình của mặt trời. Đây là tăng và giảm cái độ sáng anh chị nhá. Đấy thì cái này tùy theo mắt của mỗi người thôi, thì mình có thể căn chỉnh làm sao cho hợp lý nhất có thể. Ngoài ra thì mình có thể đảo lên, đảo xuống, đảo trái, đảo phải thì đều là ok. Muốn chụp ảnh thì ấn vào máy ảnh này. Đấy, muốn quay phim thì ấn vào biểu tượng máy quay. Lưu ý cho là muốn có cả âm thanh thì bật loa bật mic lên này. Đấy, giảm âm lượng xuống này. Bắt đầu quay này. Đấy. Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên em. Hotline 0969 920 838 anh chị nhá. Đấy thì sau khi quay xong rồi thì mình chỉ việc ấn vào biểu tượng máy quay. Như này là sẽ không quay nữa và lưu hết vào trong cái phần mềm cho mình anh chị nhá. Đấy, và nó lưu ở đâu thì mình sẽ ấn quay trở lại này. Nó sẽ lưu hết ở trong cái phần photo này anh chị nhá. Đấy, đây là hình ảnh này, đây là video này. Đấy, anh chị thấy không? Đấy, sử dụng thì cực kỳ là dễ dàng và đơn giản như vậy thôi. Đấy, ngoài ra thì mình có thể dí liền vào đây này. Mình có thể lưu luôn vào điện thoại của mình nhá. Mình có thể chia sẻ này, xóa một cái này, xóa tất cả này thì đều là ok anh chị nhá. Đây là khi mình đang xem ở gần cho cái bán kính là camera nó phát ra mã wifi. Còn anh chị làm bây giờ là muốn cài đặt để cho camera tự động quay lưu thẻ nhớ ấy, cũng như mình muốn xem online trực tiếp từ xa ấy, thì mình sẽ ấn vào phần cài đặt cho em này. Device setting dòng thứ ba từ dưới lên này thì nó sẽ ra cho mình rất chi là nhiều mục ở đây nhá. Ví dụ như alarm config ở đây là cảnh báo chuyển động này, modify device password ở đây là thay đổi mật khẩu này, SDK setting ở đây là cài đặt lưu thẻ nhớ nhá. Thì mình sẽ bật hết bốn nút xanh này lên cho em là được này. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chất lượng hình ảnh mình sẽ lựa chọn là HD cho sắc nét nhé. Ở đây sẽ có video duration sẽ có là 1, 3, 5, 30. Ví dụ anh chị lựa chọn 30 chẳng hạn này, thì là cứ 30 phút nó sẽ cắt ra một cái file video, nó lưu vào trong cái là thẻ nhớ cho mình anh chị nhé. Cái này nó sử dụng nó chỉ là đơn giản như vậy thôi. Còn anh chị nào mà bây giờ nó muốn xem online trực tiếp từ xa ấy, ví dụ như là camera anh chị đặt nhà, sau đó là anh chị đi chơi, đi công tác cách xa hàng trăm, hàng nghìn km, thì anh chị là sẽ kết nối trước khi đi nhé. Thì mình sẽ ấn vào wifi setting này. Đấy, ở đây sẽ ra các cái mạng wifi ở xung quanh nhà mình nhé. Thì ví dụ mạng wifi nhà mình có tên là anh hàng xóm chẳng hạn, mình sẽ nhập mật khẩu thật chính xác cho cái tên wifi anh hàng xóm này, sau đó anh chị ấn ok. Ok một lần nữa này, nó sẽ đẩy mình ra ngoài như thế này nhé. Thì mình chỉ việc thoát ra màn hình chính thôi, đợi cho em khoảng tầm độ là 3 phút, sau đó là anh chị vào phần mềm, là khi đó là mình hoàn toàn là mình có thể xem được từ xa không giới hạn khoảng cách anh chị nhé. Thì cái bộ sản phẩm này thì thời gian vừa qua đang được rất nhiều các bác khách hàng bên em ưa chuộng. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì chỉ cần gọi điện tới số hotline của bên em hoặc là nhắn tin qua Zalo số điện thoại 838 thì bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật người ta tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ cho mình 24/24 anh chị nhé. Xin chào anh chị, hẹn gặp anh chị vào những clip tiếp theo.